Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, bước vào thời điểm cuối năm, ai cũng đang bận rộn với những kế hoạch, những công việc để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đề ra trong năm nay. Cũng vào thời điểm này, chắc hẳn nhiều gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá vận mệnh tử vi tháng 11 âm lịch của mình. Việc dự đoán tử vi hàng tháng sẽ giúp cho nhiều người giảm thiểu rủi ro, bất lợi, đổ vỡ san lao, tích cực chủ động đón nhận những điều thành công, may mắn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tháng 11 âm lịch năm Canh Tý của các gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi chia sẻ, quý vị và các bạn có thể áp dụng vào cuộc sống để vận trình công việc trong tháng 11 được hanh thông, thuận lợi. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11. Từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thần thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 9 tháng 11 tức ngày 23 tháng 12 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 11 tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 âm lịch. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 11, tức ngày 18 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 11, tức ngày 30 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 11 năm 2020, tức ngày 11 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 trong tháng 11 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn trọng sự tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Tử vi tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 âm lịch cho thấy đây có thể là một tháng đầy thách thức. Bính Dương Hỏa gặp Mậu Dương Thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết,
mất khí nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Trong tháng này, các gia chủ Bính Ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 9 tháng 11, tức ngày 23 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, và ngày âm lịch 21 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là những ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để mọi cuộc sống diễn ra thuận lợi, san sẻ hơn, nếu gia chủ tuổi Bính Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, giúp hỗ trợ cho gia chủ về sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ. Đối với tuổi Bính Ngọ 1966 thì sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch gần như bị bỏ lại vì hầu hết bản mệnh đang dần bước vào trạng thái thành thơi, làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu, từ đó sự nghiệp đang dần rời xa bạn lúc nào không hay. Nếu bạn vẫn còn làm việc, chắc chắn rằng bạn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Để may mắn hơn và thuận lợi, những gia chủ tuổi Bính Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thầu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tài lộc, xét vận trình tháng tài lộc 11 năm 2020 âm lịch, họa phá tài đang ập đến. Tuổi Bính Ngọ xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để may mắn thành công, tuổi Bính Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Hơn nữa, trong năm 2020, đặc biệt trong tháng 11 Mậu Tý này, thì tuổi Bính Ngọ nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Bính Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải, tình duyên và gia đạo. Bước sang tháng 11 âm năm Canh Tý, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Bính Ngọ. Những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 cần giao tiếp và lắng nghe nhiều hơn với người bạn đời của mình. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về việc gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung. Trong tháng 11 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những chuyện xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối sống, cách giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Bính Ngọ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kết tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Bính Thìn không được tốt như các tháng trước do bị phân tích bởi tình hình công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu, làm cho hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Đây cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm sóc. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng,
chăm chỉ luyện tập các bài thể dục vận động, thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Nhìn chung, vận trình tháng 11 âm lịch của tuổi Bính Ngọ khá tốt, tuy nhiên vẫn cần nhắc lại ở bạn, ở độ tuổi ngũ tuần đã đến lúc bạn gác lại công việc để tâm đến sức khỏe và gia đình. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã trao đổi với quý anh chị về luận giải vận trình tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 âm lịch. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, có thể quý anh chị và các bạn tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc này được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến, đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định, công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 11 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.